Chào anh em, chào mình em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Tiếp tục lên sóng cho anh em một trong những phiên bản vang cửa lai số đứng top hot ở thị trường âm thanh, đó chính là dòng vang cửa lai số huyền thoại đời đầu JBL T10 Pro. Và hôm nay thì em Tùng lại kiểm tra lô hàng này, cũng là lô hàng cuối với em Tùng. Hiện nay thì có rất nhiều sản phẩm với em Tùng Audio đang bán hiện tại sót kho đấy các bác nhá. Hãy đến với cửa hàng em Tùng Audio để lựa chọn ngay cho mình một cái thiết bị vang cửa lai số chuyên nghiệp và hiện đại, nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình, và không nên bỏ qua một thiết bị ở bản huyền thoại đời đầu JBL T10 Pro. Lô hàng cuối này thì em kiểm tra còn 30 bộ sản phẩm nữa với JBL T10 Pro, em để cho anh em với mức giá là 1.580.000 đồng, mức giá rất hấp dẫn cho anh em khách hàng. 1.580.000 đồng các anh em sẽ sở hữu ngay cho mình dòng vang cửa lai số cực kỳ là chất lượng và là phiên bản đời đầu đến từ T10 Pro nhé các bác. Những anh em đã từng chơi qua phiên bản này rồi thì chắc chắn là các anh em sẽ cảm thấy rất là hài lòng, bởi đây là một cái dòng vang cửa lai số tiếng thanh chuẩn với hiệu ứng âm thanh echo reverb cực kỳ chuyên nghiệp cho các anh em nâng cấp ngay và giảm máy âm thanh gia đình với các thiết bị như là âm ly rồi là đẩy tiếng vang loa kéo mixer, cộng thêm rất nhiều tính năng hiệu ứng khác nữa sẽ mang lại cho anh em phòng hát gia đình chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Và hôm nay thì cùng anh em kiểm tra lại một lần nữa và cùng anh em mà kiểm tra các tính năng chất lượng âm thanh của JBL T10 Pro cho anh em khách hàng đang đi tìm hiểu của dòng vang này, và thậm chí là những anh em mà đang đi tìm mua những cái mẫu sản phẩm vang thị trường, chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn hoàn hảo cho dàn máy âm thanh. Với thiết kế của JBL T10 Pro, đây là phiên bản cổ điển. Đấy, và chúng ta sẽ có một chiếc mặt màn hình full 4K chức năng sẽ hiển thị góc tay trái với các chế độ âm lượng tổng nhạc, mix effect bằng ký hiệu số hay chế độ tính năng FX, reverb, delay, repeat cũng hiển thị bằng ký hiệu số luôn. Và cái dòng này thì là một trong phiên bản đời đầu, ngày trước thì thường gọi là những cái dòng vang cơ có reverb đấy các bác nhá. Đấy, sau này thì nó ra nhiều các phiên bản quá thì người ta rút gọn ngắn hơn thì người ta sẽ gọi một cái tên nó là dòng vang cơ lai số, tức là nó sẽ mang cho mình những cái hiệu ứng âm thanh của vang số và có cách tinh chỉnh bằng cơ, tức là chúng ta sẽ thao tác chỉnh cơ hết và mang thêm các hiệu ứng âm thanh reverb hay là các cái giải bass trung chép rất là hiệu quả như những dòng vang số vậy. Nên là chúng ta sẽ có ngay cho mình dòng vang JBL T10 Pro với các phím tính năng như là delay, repeat cho giảm echo rất là cần thiết, hiệu ứng reverb, time reverb, echo chỉnh riêng chưa cùng một nút. Và những cái dòng vang cổ điển chúng ta sẽ có thêm một cái nút tính năng rất là hay nữa, đó là exciter. Cái tính năng này cũng đồng thời hỗ trợ cho tiếng mic tiếng sáng hơn, phát tiếng tốt hơn đấy các bác nhá. Đấy, anh em lưu ý, nhưng chúng ta cũng không quá lạm dụng vào cái phím tính năng exciter này, bởi vì các bác biết rằng là nếu như chúng ta kích hoạt quá nhiều cái âm thanh nâng tiếng này thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng rú rít xảy ra bởi vì nó thừa quá nhiều dài. Nên các anh em lưu ý để chế độ âm thanh exciter ở dạng cân bằng thôi, để làm sao thoát tiếng vừa phải. Với dòng này thì tiếng nó đã rất là thanh rồi, các bác lưu ý cho em. Thế có giải bass trung chép phần mic phần nhạc để các anh em có thể tự mình tinh chỉnh. Còn trước mắt khi gửi hàng đi là bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt làm sao để khi anh em nhận hàng về chúng ta cất lên được ca tiếng hát của mình, các bác sẽ cảm nhận được ngay cái hiệu ứng âm thanh vang nhạy ngọt ngào chuyên nghiệp đến từ dòng vang JBL T10 Pro. Và đây là ba phím tính năng âm lượng tổng dễ sử dụng nhất cho anh em dùng, chúng ta có thể sử dụng ngay khi nhận hàng về, đó chính là effect vang nhạy tổng, âm lượng tổng mic và âm lượng tổng nhạc. Bên trên nó sẽ có ký hiệu để các anh em biết được các thông số. Chúng ta đang sử dụng các chế độ rất đơn giản, không có gì khó khăn. Sau vài lần sử dụng, anh em có thể tự mình tinh chỉnh và tự mình cài đặt các hiệu âm thanh này theo sở thích cá nhân. Và trước mắt khi gửi hàng đi, bên em Tùng sẽ hỗ trợ setup và cài đặt trước cho anh em những tính năng âm thanh chuẩn và chuyên nghiệp để các anh em cất lên được ca tiếng hát của mình, các sẽ cảm thấy hài lòng. Và bên em Tùng khi gửi hàng sẽ tặng thêm cho anh em đôi dây để chúng ta ghép đủ các thiết bị nhá. Anh em nhớ cho em, chúng ta sẽ có hai đường cổng calon ghép thiết bị hoặc đường cổng dây AV chúng ta ghép với âm ni để tiếng vang loa kéo mixer. Sử dụng với ba đường cổng cắm mic cho anh em, hai cổng cắm mic mặt trước, một cổng cắm mic ở mặt sau, với đầy đủ các chế độ lấy tín hiệu nhạc rất là hiện đại như là USB hay là Bluetooth 5.0 thế hệ đầu tiên này, mặt sóng rất là xa, hay đường cổng quang, rồi đường AUX trắng đoạn truyền thống. Ok, và ngay bây giờ thì quý anh em trải nghiệm dòng vang cửa lai số cổ điển bản đời đầu, xem âm thanh của dòng này sẽ như thế nào, có xứng đáng được anh em lựa chọn trường hóa gia đình hay không. Như vậy là chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng vang JBL T10 Pro. Anh em thấy sao với chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm này ạ? Thực sự đây là một trong những dòng vang cửa lai số mà âm thanh cả phần nhạc anh em cũng sẽ nghe một cái chế độ âm thanh bass chép rất là chuẩn tiếng,
Đấy, và anh em có thể tự mình cài đặt được âm thanh hiệu ứng bát chép các bác nhá. Nghe tiếng nhạc sáng sạch với nhiều cái chế độ lấy tín hiệu nhạc rất là hiện đại cho anh em lựa chọn và sử dụng. Và ngoài ra khi chúng ta sử dụng vang thì đương nhiên rồi, cái tính năng quan trọng nhất mà anh em vẫn tới hướng tới đó chính là cái hiệu ứng giọng hát, cái chế độ giọng hát thay đổi như thế nào và cải thiện như thế nào. Thì ngay bây giờ của anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của dòng vang JBL T10 Pro nhá. Một thay 5 6 7 8 9 10. Một thay 5 6 7 8 9 10. Một thay 5 6 7 8 9 10. Các anh em cảm thấy hài lòng chưa ạ với tiếng chất lượng âm thanh đến từ dòng vang JBL T10 Pro? Đây là cái dòng vang cơ đai số, tiếng rất là thanh, âm thanh thoát tiếng tốt đúng không ạ? Các bác nghe thử âm thanh giọng của em khỏe hơn đúng không ạ? Và có cái giải lời rất là sáng các bác nhá. Hiệu ứng âm thanh echo thì mang lại cho anh em cái độ linh tiếng, dễ hát khi chúng ta có thể được ca tiếng hát của mình có cái độ luyến đánh ngân nga tốt hơn. Hiệu ứng reverb ở trên này thì em cài ít reverb hơn, bởi vì đa phần chúng ta sử dụng vang thì em thấy là rất nhiều bác là muốn hỗ trợ cái giọng hát của mình nó tốt lên. Bởi vì nhiều bác là hát kém, hát yếu nên là khi chúng ta hát ở âm ly hay là ở các sản phẩm vang khác, chúng ta cảm nhận được cái chế độ echo nó không được ngọt, hoặc là những cái phiên bản đời cũ rồi cổ điển rồi ấy chúng ta sử dụng nó không được hay, thì hoàn toàn có thể nghĩ ngay việc là nâng cấp lên những cái phiên bản vang cơ đai số chất lượng hơn. Và JBL T10 Pro nó sẽ mang lại cho anh em hiệu ứng âm thanh echo ngọt ngào, kết hợp thêm reverb chuyên nghiệp nữa. Anh em muốn hát reverb vặn cho em hiệu ứng reverb thêm lên để âm thanh thoát ra đạt cái độ hiệu quả cao, mang đến cho anh em lời hát là âm thanh tiếng lời, tiếng mic chuyên nghiệp và hiệu quả, và hỗ trợ thêm cho các anh em có một phòng hát gia đình rất là sôi động đến từ dòng vang JBL T10 Pro. Và tổng hợp những gì tốt nhất thì ở đây là một trong phiên bản đời đầu mà nó sẽ mang lại cho anh em trong việc chúng ta đã có cho mình một giọng hát, giọng ca, âm thanh hoàn hảo với dạng máy thanh gia đình. Và mức giá thành thì em Tùng xin nhắc lại một lần nữa, hiện tại thì đang xả cho anh em cái lô hàng cuối này để anh em Tùng tiếp tục về thêm lô hàng mới với mức giá là 1.580.000 đồng. Đây vẫn là một trong mỗi sản phẩm mà em Tùng bán cho anh em khách hàng mà em cảm thấy là rất là yên tâm, kể cả anh em khách hàng đặt hàng cũng rất hài lòng với phiên bản này, đánh giá rất là cao. Thế là anh em hoàn toàn có thể mua và lựa chọn ngay cho mình phiên bản JBL T10 Pro nâng cấp trực tiếp vào các dàn máy âm thanh gia đình, ghép đôi âm ni, ghép nối đẩy để vang loa kéo mixer. Nếu anh em đang có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp đi em Tùng Audio đặt hàng sớm nhất và hưởng em mức giá ưu đãi đặc biệt đến từ dòng vang cơ số bản đời đầu T10 Pro bên cảng em Tùng nhá. Và video em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.